Đường về xứ Phật, tập 1. Tác giả: Trưởng lão Thích Thông Lạc. Niềm tin. Nếu trên bước đường tu tập đầu tiên mà quý vị đã nghe lời dạy của Đức Phật, thay đổi nghề nghiệp ác bằng những nghề nghiệp thiện, là quý vị đã đặt trọn niềm tin nơi Đức Phật, Pháp, chư hiền thánh tăng và giới luật. Niềm tin đó có được nơi quý vị là do chỗ suy tư quán triệt lời dạy của Đức Phật. Ví như Ngài dạy câu này: đừng làm khổ mình, khổ người thì sẽ thoát ra cảnh khổ. Với lời dạy này biết áp dụng vào đời sống thì rất đúng, không sai, có kết quả ngay liền. Khi Ngài dạy thay đổi nghề nghiệp ác, chúng ta tư duy thấy rất đúng, vì những nghề nghiệp ác đó chúng ta đang hành là những nghề làm đau khổ và giết hại chúng sanh rất nhiều, như nghề chài lưới, săn bắn, bán rượu, thuốc phiện, vân vân. Người có trí, sau những lời dạy này, chúng ta cũng đủ đặt trọn niềm tin ở Người. Vì đó là một lời dạy rất thực tế, đem lại sự an vui cho mình, cho người và cho các loài vật đang sống trên hành tinh này. Do thế, chúng ta tin và không bao giờ có ai lay chuyển được lòng tin ấy. Tại sao vậy? Tại vì lời dạy của Ngài rất thực tế và cụ thể, đem đến sự giải thoát an vui, hạnh phúc cho chúng ta và tất cả muôn loài vật như trên đã nói. Mình không làm khổ ai, chắc không ai làm khổ mình. Nếu có người khác làm khổ mình, có lẽ người ta chưa nghe và chưa hiểu lời dạy của Đức Phật. Nếu mọi người ai cũng được nghe, hiểu và thực hành theo đúng lời dạy của Ngài, thì thế gian này là thiên đàng cực lạc, hạnh phúc biết bao cho muôn loài, còn đâu đau khổ nữa. Pháp môn tu tập của Ngài rất thực tế, mang lại sự giải thoát cụ thể ngay liền tức khắc. Nếu chúng ta chỉ thay đổi nghề nghiệp ngay đó, chúng sanh thoát chết, thoát khổ, người mạnh không ăn hiếp người yếu, con vật lớn không ăn thịt con vật nhỏ. Nhìn thấy cảnh thoát chết, thoát khổ của chúng sanh, tâm hồn chúng ta hân hoan, bàn tay chúng ta không còn làm ác, không còn vấy máu nữa, mắt chúng ta không còn thấy sự chết chóc, đau khổ của chúng sanh nữa. Đó là hạnh phúc biết bao cho muôn loài vạn vật đang sống trên hành tinh này. Từ sự suy tư, quán xét và cân nhắc kỹ lưỡng, thấy rất rõ sự giải thoát cho mình, người và chúng sanh. Sự thay đổi nghề nghiệp ác chuyển thành nghề nghiệp thiện mà còn được hạnh phúc như vậy, giải thoát như vậy, thì thử hỏi người tu sĩ xuất gia sống ba y một bát thì còn giải thoát và hạnh phúc biết dường nào, nhất là nhập các định làm chủ sanh tử luân hồi, chấm dứt tái sanh, thì lòng tin ấy phải như thế nào? Nhờ có kết quả chúng ta mới tin sâu hơn. Vì vậy, lúc đầu chúng ta tin Phật, Pháp, Tăng, nhưng lòng tin ấy chưa phải là lòng tin sâu. Vậy, tin Phật, Pháp, Tăng và giới như thế nào mới gọi là tin sâu? Muốn niềm tin được sâu, lâu dài và bền bỉ, thì kết quả tu hành giải thoát trong cuộc sống hàng ngày, thân và tâm phải được thành tựu giải thoát cụ thể trong mỗi pháp môn tu tập. Mỗi sự thực hành tu tập đều phải có kết quả dù ít dù nhiều, thì lòng tin ấy mới tăng trưởng bền bỉ và lâu dài. Mới đầu quý vị chỉ có tư duy theo lời dạy của Đức Phật mà nhìn thấy những người khác thay đổi nghề nghiệp, được hạnh phúc an vui. Do thế, quý vị quyết tâm thay đổi nghề nghiệp ác. Trước tiên, quý vị thấy kết quả giải thoát là không còn thấy những sự giãy giụa, đau khổ và chết chóc của loài vật. Đôi bàn tay quý vị cũng không còn làm đổ máu chúng sanh nữa. Không còn thấy những người say rượu đi ngoài đường, té xuống đứng lên, chân bước tới chân bước lui,
chửi vợ mắng con, hoặc chửi làng, chửi xóm. Không còn thấy phụ nữ làm nghề bán thân nuôi miệng, đồi bại như một loài thú vật không biết xấu hổ. Không còn thấy những người ngồi quán, ngồi lều ăn thịt chúng sanh như loài ác thú. Không còn thấy những loài thủy tộc mắc lưới, mắc câu, giãy giụa đau khổ trước cái chết. Không còn thấy những loài thú vật sợ hãi, chạy tán loạn trước những người thờ săn. Lòng quý vị hân hoan sung sướng. Nhìn thấy cảnh đó là cảnh giải thoát cho mình, cho người và cho muôn vật. Thật là hạnh phúc biết bao cho con người và loài vật trên hành tinh này. Ngoại cảnh yên vui của mọi người và muôn vật đang hòa nhịp với tâm hồn quý vị thanh thản, an lạc, khiến cho đời sống càng hạnh phúc hơn và lòng yêu thương của mọi người, mọi chúng sanh càng lúc càng thấm thía hơn nhiều. Phải không hỡi quý vị? Mới đầu, chúng ta đổi nghề còn thấy vất vả và khó khăn. Sau một thời gian mới lấy lại bình thường, không còn lo lắng sợ hãi như lúc ban đầu. Dần dần, nghề nghiệp mới phát triển hơn. Nghĩ tới hồi nào còn đi chài lưới, giờ này còn ở sông, ở biển. Mỗi khi có gió to bão lớn, sự sống chết như chỉ mành treo chuông. Người thân trong gia đình đau đớn khổ sở, lo lắng, thức suốt đêm cầu nguyện cho người thân mình tai qua nạn khỏi, bể lặng sống yên. Nỗi khổ tâm nhất là những người làm nghề giết hại chúng sanh. Thường gia đình sống trong nỗi lo âu, bệnh tật tai họa thường hay xảy đến cho họ. Nhưng họ nào biết được. Đến với đạo Phật, thực hiện sống đúng lời dạy của Ngài, người nào chịu khó nghiệm xét sẽ thấy nhiều điều kiện may mắn đến với họ hơn là những tai họa. Hồi tưởng lại, khi còn làm nghề nghiệp ác, thường có nhiều sự tai biến bất an xảy ra cho gia đình, nhưng họ không để ý. Khổ thì cứ khổ, lo lắng thì cứ lo lắng, nhưng cuộc sống cứ thả trôi theo dòng đời, ba chìm bảy nổi, mãi mãi và mãi mãi. Nhưng khi bước chân vào đạo Phật, bằng sự thay đổi nghề nghiệp, đúng như lời Đức Phật đã dạy, họ đã tìm được sự giải thoát khổ trong những hành động thiện, chứ không phải chờ đợi 10 năm hay 20-30 năm sau mới thấy được sự giải thoát đó. Giải thoát ngay liền khi chúng ta sống thiện, làm những điều thiện, tức là không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Có những người hiểu sự giải thoát của đạo Phật một cách lầm lạc, nghĩa là giải thoát của họ là cầu gì phải được nấy, muốn gì phải được toại nguyện nấy. Cái đó không phải sự giải thoát của đạo Phật, mà đó là sự chạy theo của lòng ham muốn và bị sự trói buộc thêm của vật chất thế gian, khiến càng khổ lại càng khổ thêm nhiều hơn nữa. Đạo Phật vốn buông ra để không khổ, từ bỏ lòng tham muốn để thoát ly sanh tử luân hồi. Đại khái các hành pháp của đạo Phật là như vậy: ôm vào thì sanh ác pháp, buông ra thì thiện pháp tăng trưởng. Sống trong cảnh cơm ăn áo mặc đầy đủ, không giàu sang danh vọng to, nhưng tâm hồn thanh thản biết đủ, an nhàn, ít muốn, thảnh thơi an lạc, biết nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trước mọi cảnh, mọi người. Cái đó không phải là giải thoát của đạo Phật sao? Tiền bạc, danh vọng, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ, khen chê, sợ hãi, lo toan, vân vân, đều không làm động tâm, thì đó chẳng phải là giải thoát sao? Giải thoát của đạo Phật là nhằm vào chỗ tâm bất động trước mọi cảnh, mọi vật, mọi sự cám dỗ của cuộc đời và mọi sự cảm thọ đau đớn khổ sở vô tận của thân tâm, chứ không phải chỗ xuất hồn nhập xác, ngồi thiền 5-7 ngày thọ hưởng hỷ lạc tưởng, hay ngồi trầm tư mặc tưởng
một thế giới siêu hình nào đó. Nó cũng không phải thần thông phép lạ, mà cũng không phải là kiến tánh thành Phật vân vân. Đó là những thứ ảo giác, huyễn hoặc, giàu tưởng tượng, làm mê hoặc lừa đảo tín đồ. Nhờ có kết quả giải thoát thật sự như vậy, nhờ có tu tập tâm bất động được như vậy, người ta mới tin đạo Phật, mới bỏ hết cuộc đời như Đức Phật đã dạy, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống không gia đình, không nhà cửa, đời sống chỉ còn ba y một bát, đi xin ăn mà thôi. Nếu không kết quả thật sự như vậy, thì chẳng còn ai dám theo đạo Phật, vì cuộc sống của đạo Phật rất khổ, ta lìa ngũ dục lạc thế gian, vả lại sự tu hành còn phải dày công và còn nhiều gian nan vất vả khác nữa. Chẳng hạn như quý thầy hiện giờ đang tu thiền Đông Độ suốt cả 5 năm, 10 năm, có người đã tu từ 15 đến 20 năm rồi mà vẫn chưa thấy giải thoát gì cả. Kiến tánh rồi, tiệm tu mà cứ tu mãi, tu hoài, tu cho hết vọng tưởng, và hàng ngày cứ ngồi thiền, ngồi đó mong giữ cho tâm hết vọng tưởng để làm Phật. Nhưng khi hết vọng tưởng lại rơi vào vô ký và rơi vào những trạng thái hỷ lạc của tưởng. Khi thì như thế này, khi thì như thế khác, lúc được lúc mất. Nhưng gặp việc gì thì tâm tham sân si vẫn còn chẳng mất. Thấy danh lợi thì tâm vẫn còn tham, ăn uống phi thời, không đúng hạnh thánh. Thì làm sao gọi là giải thoát được? Từ bắt đầu tu tập ngồi 30 phút, tăng dần đến 1 giờ, rồi 10 giờ, 12 giờ, nhưng vọng tưởng có lúc hết lúc không, có lúc rất an ổn, có lúc rất bất an, tiến tới thì không tới được nữa, lui thì rất uổng công. Trường hợp và hoàn cảnh tu tập này, quý thầy có thối tâm hay không? Chỉ còn an ủi mình bằng những lời nói của các tổ. Tu phải trải qua nhiều kiếp. Có tổ phải tu 20-30 năm, vân vân. Quý thầy nuôi hy vọng và tự an ủi mình, chắc có lẽ mình tu chưa đến nơi đến chốn, phải ráng tu thêm nữa. 10 năm qua nhìn lại, tâm nào tật nấy, tham sân si còn đủ, thôi thì phải ráng tu tập thêm. 20 năm qua, tu tập hết sức mình, làm chủ sự sống chết, thì chẳng thấy gì, mà cứ có ai động đến tâm, thì tham sân si lại nổi lên ầm ầm, phiền não đau khổ vẫn còn. Tu mãi tu hoài, mà sao không hết được? Ngồi thiền 7-8 tiếng đồng hồ, cho đến 11-12 tiếng đều được, nhưng ngồi 1-2 ngày, thì lại không được. Tại sao vậy? Tại vì không có pháp hành và tu tập không đúng pháp nên kết quả không có, tu tập dậm chân tại chỗ. Nhưng đã lỡ tu, lỡ dạy người khác, bây giờ biết ăn làm sao, nói làm sao? Đó là những thầy lớn, nói ra thì mất danh mất lợi, nói ra khó mà nói, tiếng thối lưỡng nan. Thôi mặc kệ, tới đâu hay tới đó, cứ nhắm mắt làm liều. Còn các thầy nhỏ thì đã lỡ rồi, ra đời thì sợ người ta chê cười, mà tu thì chẳng đến đâu, cứ dối gạt Phật tử mà sống bằng cách thuyết giảng, nay kinh này, mai kinh khác, như trao đổi thực phẩm để người ta dễ ăn dễ nuốt. Thường dùng những lối lý luận mơ hồ trừu tượng bằng những pháp huyền, pháp thoại ở đầu môi chót lưỡi, loanh quanh nghĩa lý nhai lại của các tổ xưa có bấy nhiêu, cứ lặp đi lặp lại, thêm mắm dặm muối, làm có vẻ mới mẻ để lừa đảo người. Cho nên có người bảo, coi chừng bị lưỡi lừa của ông ta. Những ai đã gõ cửa đúng của đạo Phật thì ngay đó có sự giải thoát liền, chiêm nghiệm được sự giải thoát đó một cách cụ thể. Vả lại, khi bước chân vào đạo Phật, chúng ta thấy sự tu tập
rất cụ thể, giải thoát rõ ràng, không có mơ hồ. Vì pháp thiện và pháp ác, ai cũng có thể dễ nhận ra. Nói như vậy, có nghĩa là những người nào đã học xong đạo đức nhân quả thì mới dễ nhận ra pháp ác và pháp thiện. Tu hành của đạo Phật tức là sống, sống thiện là giải thoát, sống ác là đau khổ. Đổi nghề nghiệp ác làm nghề nghiệp thiện, nếu biết tư duy quán xét ngay liền, có một tâm hồn yên vui an lạc, không những một mình mà cả gia đình, nhất là những người biết thiểu dục tri túc, thì sự yên vui hạnh phúc lại càng gia tăng gấp bội. Những ai đã tin sâu nhân quả và đã học được đạo đức nhân bản nhân quả thì sẽ chứng nghiệm phước báo rất rõ ràng. Dù người đó không cầu mong điều gì, cứ hân hoan sung sướng làm việc thiện thì luật nhân quả sẽ đem phước báo đến cho họ, và họ luôn luôn hưởng trọn đầy hạnh phúc của cuộc sống. Đối với những người này, ác pháp đến với họ như nước đổ trên lá khoai môn.